Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Bản tin 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết trên Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của bản tin ngày hôm nay sẽ là tin dự báo mưa dông diện rộng và tin mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa các bạn, trong ngày hôm nay tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay có nơi trên 20 mm, như là ở phường Phù Đổng của Pleiku 50,6 mm, Toa E của Kon Tum 23,8 mm, An Phúc của Bạc Liêu 27 mm, Đầm Rơi của Cà Mau 25,4 mm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời gian xảy ra mưa thường tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng và thấp. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, siêu bão Magua, cỗ máy hút ẩm đang tiến gần hơn đến kinh tuyến 120 độ và đang kích hoạt gió đông bắc khô, làm cả miền Nam của Trung Quốc và phần phía bắc của Việt Nam trời đang quang mây một cách đáng sợ. Theo cục thời tiết của Đài Loan CVKB, dự báo bão Magua sẽ tiến gần đến Đài Loan ít nhất trong khoảng thời gian từ tối ngày mai cho đến sáng ngày kia. CVKB khuyên người dân nên cẩn thận với mưa lớn hoặc là mưa xối xả ở vùng núi phía Bắc và Đông Bắc của Đài Loan. Còn ở phía Nam, gió Tây Nam đang phát triển rất mạnh và cũng gây ra mưa sớm ở Kiên Giang, Cà Mau của chúng ta ngay bây giờ. Hiện tại vào lúc 16 giờ chiều hôm nay, vị trí trung tâm của siêu bão Magua ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc, 124,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 320 km về phía đông bắc, cách Đài Loan 420 km về phía tây nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là khoảng 145 km/h. Hiện tại siêu bão Magua đang suy yếu dần nhưng vẫn còn rất mạnh. Với hoàn lưu rộng, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan và Nhật Bản. Dự báo trong 24 giờ tới thì cơn bão sẽ đi vào Trường Yên, nghĩa là vào giữa hai vùng áp cao cận nhiệt đới. Vùng này đặc trưng là tương đối lặng gió. Bão sẽ gần như là mất vòng lái và giảm tốc độ di chuyển, đi rất chậm, có lúc gần như đứng yên. Bão di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/h theo hướng Tây Bắc và được dự đoán sẽ tránh đổ bộ trực tiếp vào Philippines. Hiện tại, bão vẫn duy trì sức gió tối đa là khoảng 155 km/h gần tâm và sức gió giật lên tới 190 km/h, giảm đáng kể so với cường độ của nó vào tuần trước. Sau 48 giờ, áp cao phía đông chiếm ưu thế và sẽ dẫn bão chuyển hướng từ Bắc sang Đông Bắc, tăng tốc độ đi vào vùng biển lạnh. Trong khi đó, một cảnh báo mới của cơ quan khí tượng Nhật Bản CMA cho biết các khu vực ven biển phía nam của Nhật Bản có thể sẽ phải hứng chịu biển động, thủy triều dâng cao, gió dữ dội và mưa xối xả khi bão Magua tiến đến tỉnh Okinawa của nước này. Bão Magua hiện đang có quỹ đạo di chuyển về phía bắc, phía đông của Philippines, được dự báo là sẽ di chuyển đến gần Đài Loan và Nhật Bản trong những ngày tới. Dự kiến cơn bão này sẽ tiến gần hơn đến quần đảo Tsushima, ngoài khơi đảo chính Okinawa, cách Đài Loan khoảng 360 km khoảng ngày mai. CMA cho biết là mưa lớn dự kiến sẽ làm ngập cả miền Đông và miền Tây của Nhật Bản trong những ngày tới. Trên đảo chính Okinawa, những cơn sóng được dự đoán là sẽ dâng cao tới 5 mét và cao tới 7 mét ở gần quần đảo Tsushima. Còn theo một số mô hình dự báo bão cho biết, đến khoảng ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 6, ở trên khu vực Biển Đông có khả năng sẽ hình thành một vùng áp thấp. Dự báo vùng áp thấp này có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày 8 hoặc ngày 9 tháng 6. Liệu rằng có xác suất xuất hiện bão trên Biển Đông hay không? Các hình thái thời tiết hiện tại vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, do El Nino đang diễn ra mạnh hơn mọi năm. Chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật đến quý vị và các bạn diễn biến mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Tiếp theo là tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên trong ngày hôm nay và ngày mai, mùng 1 tháng 6. Thưa các bạn, hiện tại ngày hôm nay ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến ở vào khoảng 35 độ đến 36 độ, có nơi trên 37 độ như Mường La của Sơn La 40,2 độ, Bảo Lạc của Cao Bằng 39 độ, Hồi Xuân của Thanh Hóa là 37,8 độ. Dự báo trong ngày mai và ngày kia, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở khoảng 45-60%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài cho đến khoảng những ngày đầu tuần tới.
Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi vùng núi trên 38 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng, nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Bắc từ 35 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thưa quý vị, báo cáo nhanh sáng nay của Văn phòng Thường trực Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, ảnh hưởng của thiên tai trong ngày hôm qua đã gây thiệt hại trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Lào Cai và Đồng Tháp. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thái Bình, Lào Cai, Đồng Tháp, trong ngày hôm qua, ảnh hưởng của thiên tai đã làm một người chết, một người bị thương tại Thái Bình. Tại Lào Cai, ảnh hưởng của thiên tai làm một người chết, mưa lớn làm 6 nhà bị thiệt hại do nước và đất đá trôi vào nhà, sạt lở một số diện tích đất nông nghiệp và đường giao thông trên địa bàn. Tại Đồng Tháp, sáng ngày hôm qua, sạt lở bờ sông Cần Lố với chiều dài 40m, chiều rộng 5-7m, làm sụt lún mái và đường tại ấp Bình Nhất, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh. Chính quyền địa phương đã tổ chức khoanh vùng, cảnh báo trong khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông, với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp độ 1. Bên cạnh đó, ngày và đêm hôm qua, vùng biển phía đông bắc của Biển Đông có gió cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Ngày mai, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày kia, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, tổ chức trực ban thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Bản tin 24 giờ mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.